Thưa quý vị khán giả, đầu tháng 1 năm mới dương lịch, Ban Quản lý Khu Du lịch Ba Bể đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Cạn đón chào đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến sông đất khu du lịch Hồ Ba Bể Bắc Cạn năm 2022. Đoàn gồm du khách có quốc tịch Nga và Nhật Bản, đa số đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sự kiện chào đón đoàn du khách sông đất Ba Bể trong ngày đầu năm mới 2022 có ý nghĩa như một sự khởi vận cho du lịch huyện Ba Bể nói riêng cũng như du lịch Bắc Cạn nói chung, bước sang một năm mới nhiều thuận lợi, tốt lành. Liên tục trong hai năm 2020 và 2021, ngành du lịch gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. UBND tỉnh Bắc Cạn đã tích cực chỉ đạo cùng sự nỗ lực của cộng đồng địa phương, các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch và sự yêu mến Ba Bể Bắc Cạn của du khách. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch Hồ Ba Bể đã bắt đầu đón khách du lịch. Hiệp hội du lịch đã nỗ lực ngoại giao kết nối thị trường khách du lịch trong nước, trong vùng và các tỉnh lân cận đến Ba Bể. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 2176 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Theo quyết định, phạm vi quy mô lập quy hoạch có diện tích là 10.080 ha thuộc xã Nam Mẫu và các xã liên quan, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch gồm giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể và các khu vực cảnh quan có liên quan, hệ sinh thái động thực vật trong khu vực bảo tồn, các giá trị kiến tạo địa chất khu vực, các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc sống trong khu vực, gồm lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thuyết dân gian, các yếu tố về thiên nhiên, khí hậu, môi trường, xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch, các thể chế và chính sách có liên quan, vai trò của di tích trong mối liên hệ vùng. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo và di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc, phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bắc Cạn, vùng Việt Bắc và cả nước, kết nối với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh khác tại địa phương. Những ngày cuối năm âm lịch, người dân kinh doanh dịch vụ du lịch ở Hồ Ba Bể đang chuẩn bị đón Tết, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất để đón các nhóm khách du lịch dịp Tết và dịp năm mới âm lịch. Mặc dù dịp nghỉ Tết dương lịch vừa qua, lượng khách du lịch ít hơn mọi năm, nhưng các hộ kinh doanh nhà nghỉ, homestay ở đây vẫn lạc quan, tranh thủ sửa sang phòng ốc để đón khách trong dịp nghỉ lễ năm mới âm lịch. Nhiều hộ dân đầu tư trồng hoa, xây dựng tiểu cảnh, trang trí tại các điểm du lịch để người dân đi chơi xuân có nơi check-in, trải nghiệm. Một số hộ kinh doanh cho biết hiện nay nhiều đơn vị lữ hành đã liên hệ đặt phòng, mặc dù số lượng khách giảm do dịch bệnh, nhưng đây cũng là tín hiệu vui cho người dân làm du lịch trong năm tới. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, xã Nam Mẫu đã cấp mã QR cho tất cả các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ở xã, hàng ngày báo cáo số lượng người đến du lịch tại địa phương, đồng thời quán triệt người dân và các hộ kinh doanh thực hiện tốt 5K. Thưa quý vị, trong những năm qua, Bắc Cạn đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tuy vậy, trong 6 nhóm sản phẩm tham gia chương trình OCOP thì lĩnh vực dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng vẫn chưa được khai thác tương xứng tiềm năng. Do đó, xây dựng sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch là một trong những mục tiêu của Bắc Cạn trong quá trình thực hiện chương trình OCOP trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Với tiềm năng lợi thế thiên nhiên ưu đãi, nhiều hang động nổi tiếng, nhất là danh thắng quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể. Huyện Ba Bể là một trong những địa phương đầu tiên đã xây dựng thành công mô hình sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch và đã có 2 mô hình được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu mô hình sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch của huyện. Là một trong 2 mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021, chị Đàm Quỳnh Mai, chủ homestay Quỳnh Mai ở thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, rất vui mừng vì năm nay, mô hình kinh doanh của mình đã đáp ứng được những tiêu chí cơ bản của một sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch. Là cơ sở kinh doanh đầu tiên thực hiện mô hình này, ban đầu chị Mai cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa hiểu hết khái niệm về sản phẩm du lịch OCOP. Chị đã được cơ quan chuyên môn ở địa phương phổ biến hướng dẫn chi tiết các thủ tục hồ sơ, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất và phương án kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí mô hình du lịch mang tính cộng đồng. Mô hình homestay của chị đã xây dựng các hoạt động du lịch gắn với lợi ích của người dân và có sự tham gia của cả cộng đồng như tổ nhóm phục vụ chèo thuyền kayak, nhóm dịch vụ xuồng, nhóm phục vụ văn nghệ. Homestay này cũng đã xây dựng được cách tiếp đón khách du lịch sao cho thật văn minh lịch sự, không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, không khai thác gỗ trái phép để phục vụ trong lĩnh vực du lịch. Trong năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng Homestay Quỳnh Mai cũng đã chuyển hóa những tiêu chí về sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện những quy định quy chế trong đầu tư và phát triển du lịch.
Dù mô hình homestay của chị Mai đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao, nhưng chị cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cải tiến, bổ sung các sản phẩm du lịch đa dạng, bài bản để phục vụ khách du lịch tốt hơn. Trong quá trình làm hồ sơ thì là cũng dựa vào cái bộ tiêu chí về sản phẩm du lịch. Như cái homestay bên tôi thì từ đầu đã thiết kế là cũng dựa vào những cái nguyên liệu địa phương sẵn có, thân thiện với môi trường. Đó cũng là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng để cái sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp. Homestay của anh Đồng Văn Hoán, thôn Bắc Nòi, xã Nam Mẫu, cũng là cơ sở đăng ký xây dựng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng chuẩn ô cốp và cũng đã được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Ban đầu anh còn khá băn khoăn khi tiếp cận các tiêu chí ô cốp, cũng như việc tạo ra những câu chuyện riêng cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên nhận thấy lợi ích của việc xây dựng thương hiệu du lịch cho cơ sở của mình thông qua chứng nhận sản phẩm ô cốp, anh Hoán đã đầu tư thêm cơ sở vật chất, ký kết hợp tác để kêu gọi sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng mô hình dịch vụ có sự tham gia của nhiều đối tượng, đem lại lợi ích cho nhiều người dân trong thôn. Hiện nay homestay của anh đang tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch khác biệt và độc đáo, tăng cường quảng bá liên kết với các công ty du lịch lữ hành để nâng cao thương hiệu du lịch, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Sau khi được ô cốp là 3 sao về trong du lịch thì tiến tới tôi sẽ đầu tư thêm để cho cái cơ sở của mình để mà khang trang và đẹp hơn. Mặc dù là dịch bệnh nhưng mà hiện tại thì sang năm tôi sẽ đầu tư thêm đổ 2 cái sàn cũng như là chỉnh chu lại nhà cửa để nó đạt chuẩn theo cái chương trình ô cốp. Thời gian qua, phát triển du lịch đã được Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là một trong những khâu đột phá của huyện. Để cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nêu rõ về vấn đề xây dựng phát triển các sản phẩm ô cốp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch là địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhất. Xã Nam Mẫu được huyện Ba Bể coi là trọng tâm trong xây dựng các sản phẩm ô cốp về dịch vụ du lịch. Từ thành công của 2 mô hình đã được công nhận, xã sẽ tiếp tục cử cán bộ hướng dẫn hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh doanh dịch vụ đáp ứng các tiêu chí của chương trình ô cốp, tạo ra những mô hình dịch vụ có đặc trưng riêng. Thì trong thời gian tới thì chính quyền địa phương cũng mong muốn các cơ sở lưu trú chưa đạt thì cũng mong muốn chỉnh trang nhà cửa cũng như là phòng, rồi là trang bị các chứng chỉ chuyên môn cũng như là các loại giấy tờ khác liên quan đến cái hồ sơ của sản phẩm ô cốp, để trong thời gian tới thì xã sẽ đưa vào trình lên cấp trên xem xét và nhân rộng cái mô hình thêm. Hiện nay huyện Ba Bể đã có 18 sản phẩm được công nhận 3 sao cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm ô cốp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Từ những tiềm năng lợi thế phát triển du lịch và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, huyện Ba Bể đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình ô cốp cho mọi người dân. Riêng đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch, huyện đã quy hoạch các điểm bán sản phẩm ô cốp, tạo điều kiện cho các nhà hàng, khách sạn xung quanh khu vực hồ Ba Bể mở gian hàng sản phẩm ô cốp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của du khách. Mục tiêu là sản phẩm ô cốp làm phong phú cho chương trình du lịch, thu hút du khách, đồng thời hoạt động du lịch góp phần tiêu thụ và nâng cao giá trị cho sản phẩm ô cốp. Ngoài ra, huyện phấn đấu có thêm nhiều mô hình dịch vụ du lịch được công nhận ô cốp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong thời gian tới. Trong cái phát triển du lịch thì cái việc mà được công nhận cái sản phẩm ô cốp nó có cái vai trò rất là lớn đối với việc là thu hút khách du lịch. Khách du lịch đến với Ba Bể không chỉ được ngắm cảnh, không chỉ được thưởng ngoạn cái vẻ đẹp tự nhiên mà còn được tiếp cận với những cái sản phẩm mà nông nghiệp mà đã được công nhận là sản phẩm ô cốp. Trong cái phát triển du lịch như vậy, tôi đang tiếp tục chỉ đạo là phải xác định những cái sản phẩm có thể có cái tiềm năng để chúng ta tiếp tục đăng ký để mà được xác nhận là sản phẩm ô cốp, được công nhận là sản phẩm ô cốp, và những cái sản phẩm đã được công nhận thì phát triển để nâng hạng. Mặc dù trong quá trình thực hiện thời gian qua, người dân còn gặp một số lúng túng khi tiếp cận khái niệm về sản phẩm du lịch ô cốp và vấn đề làm sao để đáp ứng các tiêu chí đối với sản phẩm du lịch ô cốp. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, sự sâu sát của các địa phương và kinh nghiệm từ các mô hình dịch vụ du lịch đã được công nhận. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch được công nhận ô cốp, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Chuyên mục du lịch Bắc Cạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.